Chào các bạn, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp kỹ hơn về phương thức. Thì ở trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các phương thức có nhiều tham số. Tham số là những các cái biến chúng ta khai báo ở trong phần đầu của phương thức, và tham số được dùng để nhận các giá trị đầu vào đối với phương thức. Một phương thức thì có thể có một hoặc nhiều tham số. Tham số sẽ giúp cho chúng ta là thay đổi được cái nội dung bên trong của phương thức, giúp cho phương thức trở nên linh động hơn. Bởi lẽ là nếu như không có tham số thì phương thức thực hiện lần nào cũng sẽ giống như lần nào. Tuy nhiên nếu như chúng ta có tham số vào thì cái kết quả trả về, cái nội dung của phương thức nó sẽ khác nhau. Thì ở đây chúng ta để rõ hơn thì chúng ta sẽ định nghĩa ra một lớp. Ở đây ta định nghĩa một lớp có tên là tính toán. Trong đó chúng ta định nghĩa ra hai phương thức. Phương thức đầu tiên tính tổng có hai cái đó. Y g mà chúng ta sẽ trả về là y cộng g. Phương thức thứ hai tính tích, và sẽ trả về là tích của hai số x nhân y. Đó. Thì như vậy là chúng ta có thể thấy là ở đây chúng ta đã định nghĩa hai phương thức, đó là tính tổng và tính tích. Mục đích là để tính ra tổng của hai số và tích của hai số đó. Sau đó là chúng ta sẽ gọi ra cái phương thức này. Ở đây chúng ta là tính tổng của hai số 10 và 30. Tiếp theo chúng ta gọi tiếp 10 và nhân với 20. Thì các bạn chú ý là khi mà chúng ta muốn gọi một phương thức thì chúng ta sử dụng cái cú pháp đó là tên phương thức, sau đó là chúng ta chuyển các cái giá trị đầu vào và nhận kết quả trả về, đúng không? Sau khi mà chúng ta đã gõ vào thực thi những chương trình, chúng ta sẽ thực thi để xem kết quả. Thì như vậy các bạn có thể thấy là chúng ta đã tính ra tổng của hai số 10 và 20, 30 nó là 40, và tích của 10 và 20 nó là 200. Và khi mà chúng ta thay đổi các cái giá trị truyền vào phương thức thì kết quả trả về của nó cũng sẽ khác nhau. Thì đấy là cái mà lợi thế rất là lớn khi mà các bạn muốn là sử dụng cái phương thức này có nhiều tham số. Như vậy chúng ta cùng nhau tìm hiểu về là phương thức có nhiều tham số ở trong Java. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc bạn học tốt.